Vẫn là đo, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ không trốn thoát khỏi 100 cửa đo và không bị những con thực thể đáng sợ rượt dí muốn tục cái quần. Thay vào đó, chúng tôi chọn cách ăn trộm đồ ăn của những con thực thể trong đo. Nghe nó lạ lùng quá mấy ông, lần đầu tiên tôi nghe luôn, biết đấy là chứ tôi không biết kiểu đâu. Và mấy bạn muốn biết tôi trộm đồ ăn của những con thực thể trong đo như thế nào thì nhớ là xem hết video để biết thêm chi tiết nha. Các bạn cũng đừng quên, video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết là tôi nghỉ chơi luôn đó. Trời ơi là trời, lâu lắm rồi tôi chưa có thử qua cái cảm giác mà không trốn qua cửa, không chạy qua cửa, không đi tìm những cái món vật để tôi có thể vượt qua được 100 cửa đo. Hoặc là có thể là tôi chỉ tới cửa 50 cái tôi ngẫm bà nữa rồi chứ không biết gì luôn á. Nhưng mà lần này là tôi vừa phát hiện được là tôi cũng có thể trộm đồ ăn của những con thực thể đo để có thể mà trốn thoát khỏi 100 cửa đo. Hình như là vậy á, biết đi chứ tôi cũng không biết nữa. Và trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên subscribe roblox.com, super gặp Roblox Love Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc Robot 120 giờ, và có cả game bot giá rẻ, còn có rất là nhiều ad Roblox Love Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng, chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày nha mini, cảm ơn mini rất là nhiều. Gai gai gai, trời ơi tôi đợi nãy giờ. Ôi từ từ, ở bên cái shop này nó có bán a đèn pin nè, và hút nhải, hút tốc độ, hút tàn hình, và nói chung là những cái bẫy và cây thánh giá nè. Nói chung là nó cũng dạng như đo mọi người ơi. Đó lần trước thì nó cũng cái dạng mà cướp đồ ăn như là tôi chơi là của Rainbow Friend đấy. Nhưng mà lần này là tôi đã chơi thử qua đo rồi. Ok, bây giờ là trời đang tối bạn ơi, và tôi éo thấy cái gì hết, nhưng mà hơi kệ cứ đi thôi. Đi theo con tim hoặc là đi theo lý trí thôi nè. Tôi cũng không biết là đi theo cái gì à. Hey! Ê, tôi vừa mới thấy con xích phải không ta? Mà thôi kệ đi, từ từ nha. Ui giời ơi, mình ra trễ quá. Cái mấy bạn này lấy hết mấy cái đồ ăn của mấy con quái vật luôn. Và từ từ chạy nước rút lên nè. Ok. Ui giời ơi, tôi thấy có ông bị con xích rượt luôn. Kệ đi em ơi, sướng kết hết rồi. Trong đây có con gì không? À, trong đây chỉ nên là cái kho của... Ây! À đù! Tôi lụm được cái thánh giá tụi bay ơi. Trời ơi là trời, tao lụm được cái thánh giá này. Thánh giá ở trong đo là để hưu phục mấy con thực thể, nhưng mà thánh giá lại không hưu phục được con phích gờ ở đây mà. Đấy, con hưu phục được con phích gờ nên là thôi. Tôi cũng không biết là ở trong đây nó sẽ như nào. Nhưng theo tôi đang thấy thì phía trước con nào mà sao nó cứ đổi màu đủ màu quá trời. Từ từ nha, lấy miếng đồ ăn nè. Ủa là tao lấy được chưa? Ê mày ơi, nó nhét đồ ăn ở trong cái ngọn cỏ rồi sao tao lấy? Thằng quỷ làm mát thì nó ác thiệt chứ toàn ác với tao thiệt chứ luôn á. Trời ơi là trời. Ui, này con gì vậy? Ủa? Tại sao con phích gờ lại dính lên tường vậy anh em? Vãi cả chưởng kìa, trời ơi. Rồi đây đây, mấy con phích gờ lắm. Ui giời, ui giời ơi. Mấy con thực thể quá trời luôn anh em ơi. Thôi kệ đi mà. Rồi trời sáng rồi. Rồi đây 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 đây. Lấy lấm. Tôi lụm hết anh em ơi, mới lấy được có một cái à. Bây giờ chỉ có chạy mấy má. Bây giờ chỉ có chạy thôi mà sao tôi không thấy con thực thể nào chạy theo túi cho người ta. À có con đang chạy theo mình kìa, bây giờ mình phải đi tìm thêm các bạn ơi. Mà bà nội ơi, xung quanh ở đây của tôi không có con nào, không có bóng dáng con nào luôn, rồi tôi biết tìm sao trời. 5 minutes later. Và tôi éo hiểu sao là tôi chạy nguyên vòng tôi mới thấy con này ngồi đây. Sao tôi lấy được có phần đồ ăn duy nhất vậy ta? Không còn cái nào khác hết trơn luôn á trời. À từ, tôi thấy có mấy cái dòng chữ bên đây. Chắc chắn là phải có các bạn ơi. Chắc chắn là phải có. À glitch. Ai đồ ăn của nó được không ta? Con boss này. Đây, con zip hả? Ủa sao tôi không lấy được của con nào hết trơn vậy ta? Ủa alo. Ủa sao tôi không lấy được của con nào hết trơn vậy? Ê, ủa cái gì đâu? Ôi giời ơi, thấy bà tôi rồi. Thấy bà tôi rồi anh em ơi, cái con gửi lúc này đang được tôi. Ủa sao cái con gửi lúc này chạy nhanh dữ vậy? Ôi giời. Xài thánh giá nữa. Ê, rồi tới cái lúc tao xài thánh giá rồi nó ngẫm rồi tao cũng ngẫm là sao là vừa đấm vừa xoa hả? Chứ nó không có tác dụng què gì luôn á mấy má ơi, tao bị lừa rồi. Trời ơi là trời, để tôi thử tôi xem mua được cái gì trong đây. Hút tốc độ nè, rồi đèn pin thì chắc không cần đâu. Trời ơi, mắt tao sáng long lanh như hàng mi đen vậy, không cần đâu. Hút tàn hình hả? Hút tàn hình là nó không thấy mình. Ừ đúng rồi, như nó không thấy mình. Ui dồi ôi, cái thánh giá đó tôi lụm lúc nãy là 300 tiền mấy má ơi, mà xài nó phế như
gì luôn á trời. Ok, nhưng mà nói chung thì cần hút tóc đỏ bạn. Ai cần hút tóc đỏ và hút tàn hình, tại vì tôi là người đã có kinh nghiệm ở trong cuộc sống này, là tôi đã có kinh nghiệm mà tôi đã chơi qua, tôi rất là hiểu là chúng ta cần hút tóc đỏ và hút tàn hình. Nhưng mà mình phải dụ tụi nó thiệt nhiều thì mình mới lấy được nha mấy đứa ơi. Nhưng mà chúng ta phải dụ tụi nó nguyên đám lại thì mình mới nên uống nha mọi người, chứ không uống là uổng tiền ba vậy thôi á. Cái con này xin nhẹ. Good night. Good night afternoon. Trời, con này nó chạy chậm nên là không sao mấy đứa ơi. Đây đây đây, có con nè. Đây 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 đây. Con quỷ này. Lấy được không? Con này không lấy được. Mình phải cầm chai hút tốc độ sẵn anh em ạ. Mình bắt buộc mình phải cầm chai hút tốc độ sẵn. Thôi, tôi muốn lấy cái con vít gờ này quá. Ôi không lấy con vít gờ được, nó bị kẹt ở trong cái gì luôn rồi ba ơi. Thì lấy được không? Thôi rồi. Lượm ơi, rồi đây mày. Ui giời ơi, tôi vừa mới thấy cha nào ngẫm trước mặt tôi luôn. Mình vừa uống bắt một chai hút tóc đỏ rồi, lúc nãy là mình không có thấy đường anh em ạ. Lúc nãy tôi biết vậy, tôi uống chai hút tàn hình để tôi lấy cái gì đó cho nó vui hơn đi chứ. Ê, ở đâu có gì? Dám ăn trong giờ văn. Trời ơi, tao lượm được cái hết giá đi rồi tụi bay ơi. Nhưng mà bên đây không có bất kỳ một con thực thể nào thì chơi kiểu gì? Nói chung là tôi sẽ lưu giữ lại cái hành giá này anh em ạ. Tôi sẽ lưu giữ lại cái hành giá này để xin được tôi test xem nó như thế nào. Chứ tôi chỉ mong là nó không như cái hành giá màu đen thôi. Tại vì tôi thấy cái hành giá màu đen nó phế quá anh em ạ. Thôi, để tôi dùng thử luôn nha. Mày uống hòa nè. Uống hòa nè con. Cái hành giá màu xanh lá cây là để hôn phục anh em ơi. Ủa? Uống hòa. Dám ăn trong giờ văn. Mình quên mất mình chỉ có duy nhất một cái cây hành giá, mà mình đã dùng một cây hành giá để cho cái con kia rồi. Sao cái con quỷ còn lại nó lại nó tới mình cái luôn. Đậu xanh cây cây nha. Không sao, thất bại là mẹ của thành công, mà không thành công thì mẹ đập con. Đúng vậy, tôi sẽ luôn nghe theo lý trí của tôi. Chạy thôi em ơi. Ok, tôi sẽ cầm sẵn chai hút tốc độ ở đây và tôi đi ở đây mà. Bây giờ là mình sẽ đi tìm thêm vài cây hánh giá. Sao cái con glitch này nó như bị gì vậy anh em? Ui giời, sao mấy con dưới chạy nhanh quá ta. Từ từ tôi phải uống bắt buộc tôi phải uống tốc độ vô rồi anh em ơi. Mấy cái con dưới nó chạy siêu nhanh luôn á mọi người. Ê, sao cái đậu xanh. Ui giời, bị lắc anh em ơi, bị lắc server. Mình đang chơi vào lúc buổi sáng là server đã lắc kinh khủng luôn á. Thôi rồi lượm ơi, cái chai hút tốc độ này nó phế quá, uống có một tí hết bà đó rồi anh em ơi. Này rồi, đi qua cái chỗ bên đây để tôi lấy cái hình giá cái đã anh em ạ. Không biết là còn hình giá hay không đây. Thôi tôi đang đi, nó có cái gì mới không? Ủa, ui nó không có rồi anh em ơi. Rồi bất gì mày uống hút tàn hình vô chi vậy? Tới lúc những sự ngu ngốc của tôi luôn được trả giá bằng cái sự vô tri, mà sự vô tri là sự ngu ngốc mà chứ còn gì nữa. Ai biết rồi, tôi nói vậy tôi cũng không hiểu luôn á anh em ơi. Nãy giờ lấy được đúng một phần ăn luôn á mọi người. Từ từ để tôi đi qua tôi lấy con này coi. Em nhưng mà tôi sợ cái là mấy con này nó chạy nhanh lắm. Mấy con này nó chạy nhanh kinh khủng luôn, không chạy lại tôi đó luôn anh em ạ. Coi con người lít nó cứ vậy hoài luôn á. Rồi đang chạy nguyên vòng anh em ơi, không lấy được đồ ăn của con vít gờ anh em ơi, tiếc thiệt luôn á. Cái con zip này mình lấy được không ta? Con zip này nằm bên đây lận. Ui không lấy được rồi anh em ơi. Thôi chạy lẹ. Ui ôi, mấy con quỷ này nó chạy nhanh lắm anh em ơi. Tôi nghĩ tôi nên cần mua hút tốc độ thiệt là nhiều luôn á. Mua luôn, còn nói cái gì á. Đây, ok. Tôi đã có cho mình 3 chai hút tốc độ rồi anh em ạ. Bây giờ tôi chỉ việc đi thu phục mấy con này thôi. Yeah. Con đầu tiên là tôi sẽ lấy là con Serif nè. Đấy, mày hả bưởi, cho chị mày xin nha. Một, em tôi cầm một chai đầu tiên á. Ui rồi, cái con này nó to đi. Ok. Ủa, con vít gờ, có ai thu phục được con vít gờ luôn kìa anh em ơi. Chứ nãy giờ mình không thu phục được con vít gờ anh em ạ. Đây, có con zip bên đây nè. Ok, tôi uống một chai hút tốc độ nè. Rồi, đây, let's go. Ok. Con bóp này hình như mình không lấy được anh em, mà con bóp này hình như không lấy được rồi. Đây. Am bóp nè. Ok, rồi. Còn cái con này là con gì đấy ta? À con này con gì ta? Anh em biết con này con gì anh em comment phía dưới, tôi biết cái gì chứ tôi quên tên con này mất tiêu rồi. Rồi, một cái ép nữa. Đấy, mình rất rẻn vậy luôn em thấy chưa? Mình làm rất rẻn luôn rồi. Giờ lít qua đây luôn cưng. Thấy bà rồi phải uống hút vô rồi. Đây ơi, phải uống hút vô rồi. Tôi phải uống hút anh em ạ. Rồi bây giờ mình không mở mà bây giờ mở. Ôi, nó được cả tôi biết sao.
Thấy bà tôi gọi anh em ơi. Thấy bà tôi gọi anh em ơi. Dũng bán thần. Đừng gần tới đây tôi ơi. No. Ừ bà, dám ăn chồng giờ văn. Tại rút kinh nghiệm. Tôi chai cuối cùng là tôi sẽ. Ê tôi định nói chai cuối cùng tôi mua chai hút tàn hình cái tóc đủ tiền tụi bay ơi quê quá thôi. Đây rồi, mày á bưởi, tao sợ bị quá cơn rồi. Lấy hết. Ok, lấy hết, vứt gào luôn. Rồi, yeah. Rồi bên đây, con xiết. Ok. Oh my god, được rồi, trời sáng rồi bác ơi. Trời sáng rồi, bây giờ chỉ có chạy thôi anh em ơi. Bây giờ phía sau mình tụi nó đông lắm anh em ạ. Ừ, tôi hứa thì cái đêm là phía sau tụi nó siêu đông luôn. Ok, ở đây có con, bên đây có con, 6 con rồi. Nãy giờ tôi lấy là 6 con, 7 con. 7 con rồi, bên đây ơi, 7 con rồi, bên đây ơi, 7 con, 7 con, 7 con, 7 con rồi, 7 con. Số gì đây đầu ra con bé còn bán gì vậy? Alibaba nhiều người xin đánh đi ra là ba. Alibaba. Ok, đây có gì không? Không có gì hết trơn, bác ơi. Tao bị kẹt. Thôi rồi Lâm ơi, mình hết thuốc rồi đây mà. Hết tiếp rồi. Bây giờ chỉ có chạy vậy thôi, trời ơi, con vít giờ nó vừa kéo tôi kìa. Thấy mẹ nè. Một đống cho hồi cưới. Thiệt luôn á, xém tí tôi ngẫm rồi anh em. Tôi rút kinh nghiệm là tôi sẽ mua thêm một chai hút tàn hình ra đây là đấy. Và mình sẽ chơi cái kỹ năng chơi giờ của mình. Đó chính là mình sẽ dùng cái chai tốc độ trước và mình sẽ dùng chai tàn hình sau anh em ạ. Tại vì không biết nữa, tôi làm dạy nữa, tôi làm theo quán tính cá nhân. Chứ tôi không biết chuyện sắp xỉ xảy ra như thế nào. Nói chung thì có công mài sắt có ngày xà bay ăn thôi anh em ơi. Vô mánh hút tốc độ. Mày á bưởi. Tốc độ vô liền luôn anh em. Đẩy lấy một lượt lấy hết luôn 4 con. Rồi giờ chạy tục cái quần luôn. Oh my god. Giờ mình chuẩn bị mình chạy tục cái quần luôn nè anh em ơi. Nhưng mà không sao, tôi vừa mới lượm được cây thánh giá và một chai hút tàn hình. Hút tàn hình thì nó chỉ có khả năng có 1 miếng thôi anh em ạ. Trong đây ông đang có con phích gờ. Đây rồi. Phích gờ. Hút tàn hình. Thấy bà xem. Không, bây giờ chỉ có chạy thôi các bạn ơi. Bây giờ chỉ có chạy thôi, bây giờ tôi hết thuốc rồi. Ok, chạy đi. Yeah. Oh my god. Ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ở đây mình mua tầm mà còn tiền đâu, mua 3 giờ còn mình muốn khỏi chai hút tốc độ luôn á. Trời ơi là trời. Mua được đúng chai hút tốc độ luôn á má. Thôi không sao các bạn, bây giờ mình sẽ đi lùa mấy con mà nó dễ nhất. Cái con này nãy giờ tôi không lùa được anh em ơi. Ok, mình sẽ lấy của con Ambus nè. Rồi. Con Ambus thì tôi nghĩ là nó sẽ chạy chậm mấy bạn ơi. Nó không chạy nhanh. Ok, mà sao con Ambus thì nó xấu dã man quá bay. À không, bay ơi, con Ambus này nó chạy nhanh như chó vậy đó. Rồi, chạy, run. À, bên đây có một con nữa, rồi, tấm tàu mày luôn. Ok, thôi rồi, Lượm ơi, rồi anh em ơi, khu vực an toàn. Ok, mình được 98 rồi. Bây giờ mình chỉ có chơi chai thôi các bạn ơi. Bây giờ là tôi chỉ lấy được đúng một con duy nhất và tôi chạy vòng vòng các bạn ạ. Lấy được đúng một con duy nhất rồi mình chạy vòng vòng để tôi có tí tiền, tôi còn xây sở, tôi mua vài chai hút để tôi làm phép nữa, chứ tôi chạy bây giờ tôi mệt tục quần luôn á. Ok, tôi nghĩ là cái con này à. Rồi thánh gia, mày qua đây con, mày qua đây. Đó, đây mày chưa, em mới chưa làm cái gặp bái bai cu với cô. Nó có hiện lên nữa không bay? Ôi dồi ôi, lắc thế. Hình như nó không có hiện lên nữa phải không? Oh. Ủa? Hello? Rồi thấy bà rồi, tao vừa mới xài cây thánh giá rồi giờ nó rượt tao tiếp rồi bay ơi. Thấy bà rồi. Thôi lấy thêm con đi. Yeah. Ok, chạy về khu vực an toàn em ơi, chạy về khu vực an toàn. Oh my god, guys. Ok. Bây giờ là tôi đã dư sức để tôi có thể mua cái chai hút rồi bạn ơi. Bà hút tàn hình nè, hút rồi không đủ nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, thôi có bao nhiêu mình chơi nấy luôn em. Bây giờ là có bao nhiêu là mình chơi nấy luôn. Nếu mà lần sau bạn muốn tôi chỉ dùng mỗi hút tốc độ hay là dùng mỗi hút tàn hình hay là không dùng bất cứ một loại hút nào để chơi cái con này thì mọi người nhớ là comment phía dưới video cho tôi biết luôn nha. Thử hết tôi đi, tôi
Phương làm cho anh em xem lần duy nhất luôn anh em nha. Rồi, bây giờ, ui ôi, cái thằng thực thể này nó chạy nhanh phải chưởng luôn em. Tôi hề với anh em, cái thằng thực thể nó chạy nhanh phải nồi luôn. Ui giời, ok. Rồi, hai con phải không? Hình như là mình mới vừa mới lấy ba con chứ phải hai con anh em ạ. Rồi, thêm một con này nữa. Ok, cái con màu đỏ là cái con nhớ chạy nhanh phải nồi luôn em ơi. Rồi, tiếp theo là con Glitch phía trước nè. Ok, khỏi uống hút tàn hình vô nè. Ui, con quỷ Glitch này nó bị khùng hay sao vậy? Ok, rồi, dùng an toàn. À đây, dùng an toàn kế bên luôn nè, dùng an toàn kế bên. Tại vì hiện tại là mình đang có 6 con rồi các bạn ơi. Đang có 6 con và mình đang cần thêm hút. Và mình cần khoảng là tầm vài chai các bạn ạ. À, nó bị sống luôn. Hú hồn con chim. Bây giờ là tôi sẽ chốt đơn này. Một chai hút tốc độ là 50-50 là 100 nè. Một chai 60 cái đủ tiền liền luôn mấy đấy. Rồi ok. Chơi vậy là tôi chắc chắn là em là tôi trên 10 cái phần ăn luôn. Rồi một con đầu tiên mở hàng cho chị đi em ơi. Dâm nhi. Oh my god. Ok. Rồi bây giờ mình phải đi tìm mấy con tiếp theo các bạn ơi. Ui dồi ôi, mấy con tiếp theo tôi sợ không có đây. Sao cái con này nó ngồi kiểu quần què vậy vậy? Tôi dạy hát thôi đó. Ok. Ok, đây có con gì trong đây đó không? À đây rồi, có một con trong đây. Ok. Rồi. Ủa? Trời ơi, trời ơi, con lại đặt lại quái vật đó. Ui dồi ôi, gặp phải... gặp phải liều đó chứ. Trời ơi, nó còn reset lại quái vật nữa. Nó reset lại mấy con thực thể là tôi sẽ bắt những cái số con mà nãy tôi vừa cầm chó, tôi vừa lấy đồ ăn của tụi nó rồi em ơi. Bây giờ là mình phải đi tìm lại từ đầu luôn nè. Phải rồi nè. Ui dạ. Tôi thấy có đứa nào vừa mới ngẫm ở đây nè. À, đây tôi thấy được. Ok. Rồi, chị xin được theo đi ngay. Ok, hiện tại là mình sẽ chưa dùng hút để mình xem cái tốc độ con này nó chạy nhanh không. Ồ, tốc độ con này chạy chậm anh em ơi. Đỡ. Mai. Rồi. Phía này không có con nào hết trơn rồi má. Trời ơi, đi tìm chứ giờ tôi thấy cực khổ như này luôn á trời. À, đây rồi. Con Sirip. Ok. Lại. Dùng hút tốc độ vô. Run. Yeah. Tao xin nha. Ok. Bây giờ mình đang còn mỗi chai hút tàng hình cuối cùng luôn nè. À bên đây nhiều con. Có đứa được hết. Chắc chắn là con nào giờ mới ngẫm ở đây luôn anh em. Hứa với anh em luôn. Đây. Hút tàng hình vô nè. Đây. Ui giời. Bây giờ chỉ có chạy về hết ba. Thật với anh em luôn. Bây giờ chỉ có chạy về thôi luôn á anh em. Bây giờ mình phải chạy về, bắt buộc phải chạy về rồi. Thuốc tàn hình nó chỉ có tác dụng một tí thôi. Nó nói ngay, tôi biết ngay mà. Ui giời. Tại sao tôi lại gặp cướp cửa này luôn vậy? Cái nhà. Trời ơi là trời. Tôi chưa bao giờ tôi sốc như lúc này luôn. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Đúng là cuộc sống lại đối xử bất công với tôi quá trời luôn má ơi. Nên là như vậy người ta thường hay gọi là có công bảy sắc có ngày. Có ngày đừng chơi game nữa chứ giờ tao chơi mà tao thấy quả trời đậu thiệt luôn các bạn ơi. Oh my god. Ê tôi nghĩ là tại vì mấy cái tốc độ của mấy con đo bên đây, mấy con thực thể đo bên đây nó rất khó, nó rất chạy nhanh luôn nha. Tụi nó hiện với đêm nó rất nhanh. Ok mọi người ơi, thì tôi nghĩ là chắc cũng xin được kết thúc video đây. Nếu các bạn thấy video hay, like, share, subscribe và nhấn vào cái kênh của tôi nha. Còn bây giờ đây, hẹn quý video mới nhất vào ngày mai nha. Và mọi người muốn hấp thức tôi có thể mà không dùng, tôi nghĩ là không dùng hút thì hơi khó anh em ạ. Tôi nói thiệt với anh em, không dùng hút mà để chiến thắng mấy con này, và không dùng bất kỳ item nào để chiến thắng mấy con này và lấy được 10 vàng ăn của mấy con thực thể thì có vẻ thử thách đó rất khó mà. Trời ơi, chứ tại giờ tôi chạy muốn tục cái quần luôn á trời ơi. Nó chạy rất nhanh, mấy con thực thể chạy rất nhanh nha. Đợt trước là tôi chơi Rainbow Friend là nó chạy không nhanh bằng đâu, chứ mấy con thực thể đây là chạy siêu nhanh luôn nha mấy đấy ơi. Còn bây giờ đi, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi video mới với mọi người nha. Bye bye.